kính chào quý vị và các bạn. Ở Đồng Hới thì có rất nhiều món điểm tâm ngon, nhưng mà hôm nay Mỹ Hạnh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn mang đậm hương vị của người Đồng Hới. Cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 5 km, quán cháo bánh canh truyền thống hay như cách gọi của người Đồng Hới là bánh canh mì luốc, gắn liền với dấu mốc lịch sử của người Đồng Hới từ những ngày chia tay phố nhỏ Hoa Hồng lên vùng kháng chiến Đồng Sơn. Có trong ký ức của mỗi người Đồng Hới, quán bánh canh không chỉ đơn thuần là món ăn điểm tâm sáng mà còn là hương vị góp phần làm nên nét văn hóa ẩm thực tao nhã của người Đồng Hới xưa. Bánh canh truyền thống là địa chỉ quen thuộc của những người ở gần. Với những người đi xa, lúc quay về của hương cũng tìm đến để thưởng thức món ăn đã trở thành tình yêu, nỗi nhớ gắn liền với ký ức của tuổi thơ mỗi người. Theo mách bảo của những người bạn thì Mỹ Hạnh đã vượt một quãng đường khá xa lên tận Cồn, phường Đông Sơn để thưởng thức một bát cháo canh. Và quả thật là nó có sự khác biệt so với những món bánh canh mà Mỹ Hạnh đã từng ăn, như là bánh canh Ba Đồn hay là một số món bánh canh ở Đồng Hới. Chào chào bác, bác có thường xuyên lên đây để ăn món bánh canh này không ạ? Có, bác thường xuyên, buổi sáng ăn sáng là bác thường lên đây là ăn. Tại sao ở trung tâm Đồng Hới có rất nhiều món ăn ngon? Với lại cái quãng đường từ Đồng Hới lên đây cũng khá xa, nhưng mà tại sao bác vẫn lên đây để ăn ạ? Nói về cái ẩm thực của Đồng Hới của mình ấy, thì nó rất nhiều món ngon. Ví dụ như bánh bèo, bánh khoái, bánh bột lọc, vân vân. Nhưng mà ở Đồng Hới từ ngày xưa cho đến bây giờ vẫn có người ta vẫn nhớ một cái câu là nhất là bánh ú mù thiêng, mà nhì là cháo canh mù luốc. Là cháo bánh canh là ở đây cái địa điểm này ngày xưa là mẹ luốc là cái người mà nấu cháo mà ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị. Nó gồm ngày xưa là gồm những tôm, những cua, mà đặc biệt là bột gạo. Cái bánh nó mang cái chảo mình canh này, nó mang cái hương vị rất đặc trưng của cái đồng người Đồng Hới. Chính vì vậy mà bà con, anh em, bạn bè, tất cả các nơi đi đâu xa chẳng hạn, thì người ta cũng khi mà về Đồng Hới, về quê, thì không thể không đến ăn cháo của mì luộc. Nói đến cháo mì luộc là một cái điểm hẹn của tất cả những người của Đồng Hới. Sau khi thưởng thức bát bánh canh rất là ngon thì bây giờ Mỹ Hạnh rất muốn tìm hiểu xem các cái công đoạn để thực hiện bát bánh canh đó như thế nào. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng vào bếp của nhà hàng. Quán cháo bánh canh sáng truyền thống đã có ở số nhà 238 đường Lý Thái Tổ, phường Đồng Sơn hơn nửa thế kỷ. Ngôi nhà nhỏ gắn liền với thương hiệu bánh canh mì luốc đã có 3 thế hệ kế nghiệp truyền thống gia đình. Người phụ nữ làm nên thương hiệu của món bánh canh truyền thống đã không còn, nhưng con cháu của mẹ thì vẫn đang nối nghiệp của gia đình, vẫn luôn tự hào gắn bó với nghề. Vẫn duy trì những công đoạn hết sức công kỹ của nghề làm bánh canh, quán bánh canh truyền thống vẫn là nơi sản xuất tất cả các nguyên liệu từ làm bột đến chế biến chả tôm và món nước dùng với cách chế biến theo bí quyết cổ xưa của người Đồng Hới. Thưa quý vị, đây là nguyên liệu bột đã được luộc và tiếp theo sẽ là những công đoạn để tạo nên sợi bánh canh. Đây là một yếu tố quan trọng để tạo nên bát bánh canh ngon. Thưa bạn, để có được cái nguyên liệu bột như thế này thì chúng ta đã thực hiện những cái công đoạn gì ạ? Trước khi mà ra được bột thế này, được bột đã luộc sẵn thế này thì trước đó chúng tôi là ngâm gạo. Ngâm gạo thì ngâm từ ngày hôm trước, tối hôm trước, sáng hôm sau xay. Xay xong rồi cho vào khăn, lọc đi để cho nước trong nó xuống. Nguyên liệu gạo nào sẽ là ngon nhất cho món bánh canh này? Nguyên liệu gạo này thì chúng tôi là chọn những loại gạo cũ. Gạo cũ nhưng mà không gạo không bị mốc, không bị có mùi. Gạo cũ tức là gạo để trong kho khoảng 2-3 năm. Chứ nếu mà làm gạo mỗi toàn bột thì bột sẽ dẻo, và dẻo sẽ như bột lọc. Mà như bột lọc thì vào chả không bao giờ ngon. Tôi đang thực hiện cái công đoạn cán bột và theo như bác chủ nhà nói thì tôi phải học nghề chừng 10 ngày. Nhưng mà không biết chỉ một lần thực hiện thì tôi có thể thực hiện được không? Đầu tiên thì chị sẽ làm gì nhỉ? Chị thả bột vào quay ngược. Quay ngược lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện công đoạn gì đây ạ? Đây là cái công đoạn cuối cùng để làm ra cái con bột của cháo bánh canh.
là bỏ vào máy để thái. Bác là con thứ mấy trong nhà? Tôi là con tư. Ở trong nhà mình thì các anh chị có theo nghề của mình không? Có, trước bây giờ trước đó có một ba chị đâu là theo nghề của mình. Nhưng mà bây giờ ba có tuổi của tao, ba nghỉ rồi. Là hiện tại là trong nhà? Hiện tại bây giờ tôi là còn có hai người, có một cô em ở dưới đồng hơi nữa. Kể cả sau này tôi vừa hướng cho con tôi là thằng có thằng cu sau, thằng con sau là vẫn cứ tham gia này để giữ các cái truyền thống và cái món ăn đặc cổ truyền của cái đồng hới mình. Nguyên liệu để tạo nên một bát mì kinh ngon mang đậm hương vị truyền thống của người đồng hới đó là tôm đất và cua biển hoặc là cua đồng. Ở gia đình tôi á, thì từ xưa nay từ cái truyền thống nấu cháo này thì mẹ tôi là người đồng hới, chính gốc người đồng hới, ba là nấu cháo cái đấy là tính bây giờ đến khi mà ba mất cho đến bây giờ thì phải tuổi nghề của ba là phải 50 năm rồi. Yeah. Của mẹ tôi là 50 năm rồi. Nhưng mà nguyên liệu chủ yếu cho bây giờ chúng tôi là thế hệ sau mà tiếp quản cả cái công nghệ để mà làm lên một tô cháo bánh canh đúng truyền thống á, thì vẫn cứ giữ nguyên cả cái nét gốc cũ. Yeah. Tức là đây tôm đất tươi bóc vỏ lấy nhân riêng, đầu riêng và vỏ để riêng. Yeah. Đấy, còn đây là ngày xưa thì có cả cua. Nguyên liệu chủ yếu để làm cái nước nêm là tôm xay, rạm xay, lọc lấy nước. Yeah. Sau là qua chế biến thì thành nồi nước dùng riêng để nêm cho cái tô cháo bên cạnh. Còn cái nhân này á là nhân tôm 100%, kèm theo là các loại gia vị tức là hành, tỏi, tiêu, đường, tiêu, ớt, không có đường, tiêu, ớt. Không có phụ gia để làm giòn chả vì bản thân con tôm này khi mà hấp lên luộc lên thì chả thịt tôm rất giòn. Cả công đoàn sau khi đã được hoàn thành thì mỗi buổi sáng cửa hàng mỗi bữa ăn những nồi chảo như thế này được nấu ngay lập tức với những bát cháo nóng hổi. Mỗi bát bánh canh mề luộc không chỉ mang hương vị của tôm đất, cua ràm sông Nhật Lệ hay các loài thủy hải sản của miền đất nắng gió hanh hao Quảng Bình, mà trong đó còn mang theo cả tâm hồn của người đồng hới. Một món ăn đã trở thành ký ức gắn liền với đời sống văn hóa của người phố nhỏ Hoa Hồng. Món ăn ấy đông đầy chiều sâu nét văn hóa ẩm thực tao nhã của người đồng hới, gắn liền với tâm huyết của một gia đình có ba thế hệ lưu giữ món ăn truyền thống của vùng đất đồng hới. Món cháo sáng bánh canh mề luốc gần gũi bình dị với người đồng hới hơn nửa thế kỷ qua. Đó cũng là một địa chỉ quen thuộc đối với những ai yêu văn hóa ẩm thực độc đáo của người đồng hới. Quý vị, sau một ngày trải nghiệm các công đoàn để tạo nên một bát cháo bánh canh truyền thống thì phần nào đó Mỹ Hạnh đã hiểu được ẩm thực truyền thống xưa của người đồng hới. Và quả thật, để tạo nên một món ăn ngon thì đòi hỏi người đầu bếp phải dồn vào đó sự kỳ công tỉ mẩn, tâm huyết của mình vào món ăn.